ta sẽ xem một trailer của một bộ mới có tên là Brutal, và có hai bạn gái thì chắc là Girl Love rồi. Chúng ta xem thử ha. Mình Thế là ngon là vô cầu ạ. Mong hẹn người ta tàn sẽ mình. Nam Tàn và bé này tên là gì? Quên rồi. Hẹn Bé này tên là không nhớ. Nhưng hai bé này diễn đều ok. nó không là khổ nó khổ không nghe. Ui Và là hai bé sẵn nghe. Mà nó cũng có á. Ôi Nam Bluto. Thằng Ồ sao Diêm Vương không bao giờ, tức là ngay bây giờ đấy mày sẽ biến mất khỏi. Sinh đôi à? Và ai un? Bluto. Ôi. Ôi drama nha. Một người khác đã thay thế vị trí của ấy. Mày bị mù á? Đâu, lúc đầu mày có bị mù đâu. Bình thường mà. Thế bây giờ về đây bị mù vậy. Phải trưởng drama các bạn ạ, phim này drama. Toàn drama là drama thôi. Ghê vãi. Phim Nam Tàn. Thực ra là mình rất drama nha, phim này drama mạnh luôn ấy, toàn drama. Không những là Nam Tàn có chị em sinh đôi thay thế vị trí của mình để tiếp tục, không biết mục đích là gì, chắc là ghen tị khi chị có cuộc sống hay nhiều chút là không biết, nhưng nó sẽ thay thế. Còn phim của chúng ta thì bé lại còn bị mù, quá là kiểu drama luôn ý. Bình thường thì mình cũng không xem Girl Love đâu á, thì bây giờ chắc cũng thế ha. Nhưng mà thực ra cũng không biết nữa, cũng có thể ủng hộ. Ô thế thì đây là bộ thứ hai sau Mule Club ở 23 độ năm đúng không? Thì bộ này cũng sẽ là một bộ Girl Love. Yeah. Nói chung là cô không biết. Mình xem thì nói chung là đến lúc đấy tính ha. Ok. Và đó, nó drama kiểu thực sự là, nhưng mà mình nghĩ là kể cả là bé 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 em sinh đôi kia mà muốn gọi là thế vào chỗ chị ấy, làm sao thế kiểu gì,
mẹ bọn nó yêu nhau bao lâu chẳng hạn, bọn nó đéo biết đúng không? Có thể là về physical đi, với những cái va chạm hay là đường cong hay là cái gì mình không thể nào mà phân biệt được đi, nhưng mà về kỷ niệm thì em đéo sao là bọn nó đúng không? Mẹ phim kiểu đang trước giờ đi ngủ nói chuyện tâm sự, nó hỏi một cái câu kiểu cậu nhớ tháng 7 năm trước mình đi Đà Lạt ấy, mình ăn kem bơ ở cái quán gì ngon lắm, mình không nhớ, cậu nhớ không? Mày nhớ không? Có đi đéo đâu mà nhớ. Mình mệt quá, mình đi ngủ sớm đi, để mai chúng ta còn. Đéo ngủ sớm mẹ cũng đéo trả lời được câu hỏi này đâu nhá, hiểu chưa?